Thì ở đây mình sẽ review nhanh về cái combo mạch ba tách đơn ba đường tiến ha. Đây, một bò này. Rồi, cái chép 350, cái lô trung 14, cái bát ta tắt ha. Thì bát âm thanh tuyệt vời, bát xịn. 150W đó ha, 150W. Trở kháng 4 ha. Rồi, thì ở đây mình lắp micro không dây ha. Thì ở đây mình sẽ chi tiết về cái mẫu bo này mạch này. Thì cái mẫu bo mạch này nè ha, trước của nó này. Bluetooth thế hệ mới nè ha. Đây, đèn màn hình hiển thị này. Có pin báo dung lượng bình luôn nè ha. Rồi. Phần nhạc nè. Von bass test. Đây, echo mid von. Thì đối với cái mẫu này á, thì có mid bass, mid chép, tiếng ca sẽ mượt hơn. Và cái điều đặc biệt đối với mẫu bo này là karaoke nó có chống hú ha, có chống hú. Thì cho phép mình ngồi gần bên mình ca luôn mà không sợ hư. Chép mà cũng không sợ rít loa ha. Nghe chưa? Đây, sử dụng Acer MD9840 ha. Đây, Acer dưới miếng nhôm này, Acer này công suất tương đương với Acer Turbo 1602. Thì do vậy là đối với con Acer này á, 150W tương đương á, thì mình cho phép mình sử dụng loa 3 tắc đơn hoặc là 4 tắc đơn, hoặc một dạng khác nữa là mình có thể sử dụng 3 tắc đôi. Ok ha. Thì đối với cái combo này á, thì mình đang sử dụng loa này, loa 3 tắc chuyên cho Turbo ha, công suất 150W đến 200W. Thì đối với cái mẫu mạch này cho phép mình sử dụng 4 tắc đơn luôn ha. Thì một số video sau mình sẽ tiến hành mình test ha. Đây mình tập trung test cái ba tắc đơn trước ha. Thì đây có nguồn điện 220 nè, nguồn xung nè. Thì nếu như mình không có bình thì mình cắm điện vô sử dụng luôn. Nếu có bình á thì cái nguồn xung này đỡ có chức năng là sạc bình luôn. Ok chưa? Rồi mình sẽ tiến hành test phần micro trước coi thử tiếng mic nó tuyệt vời không, có chống hú như mình nói không ha. Đây, nếu như mà nó chống hú á thì khi mà mình đưa vào, đưa gần sát vào thì nó sẽ, đây có mic bass, mic chép mình chỉnh tốt ha. Đây ha, không hú luôn ha. Hay gần bên là không hú luôn ha. Nè, trong khi cái mic von echo mình tăng lên cao luôn, mic chép tăng cao hết luôn. Đây, không có xạo ha, ha. Đây. Ok chưa? Thử test mic rồi. Alo, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Alo, 1, 2, 4. Đó, đi gần sát lại nó có kêu. Lại nó kêu tiếng re re. Alo. Rồi, thì mình thử ca thử trên bài nhạc nền, một cái bài nhạc nhỏ thôi, một đoạn nhỏ thôi, chống hú nhưng mà ca nó tuyệt vời không. À, mình đã giới thiệu nè, mic bass, mic chép khi thêm vào nó mượt hơn. À, mình kiểm nghiệm thử xem. Đây mình test đang lo rời.
Thì tự nhiên chất âm nó sẽ không ấm được ha. Rồi nên mình test nhanh để đánh giá về cái độ rung của màn loa ha. Rồi mình tiến hành là phát loa nhạc coi thứ. Đối với MD ICMD 9840 nó có đánh được cái loa này căng hết cỡ hay không thôi, chọn phù hợp hay không ha. Như vậy thì chất lượng tuổi thọ nó mới cao được ha. Đây điện thoại Vivo V23 series, tự nhiên một nét riêng, mua ngay. Vivo. Dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, anh ơi con đường xưa xa quất mình hẹn hò. Giờ tìm về đâu ánh mắt xanh thua nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô. Ok, thì đối với xe MD 9840 á thì nó đánh rất là tuyệt vời ha. Nó được xem tương đương với xe TB 16 này ha. Cho nên phần chọn loa là giống nhau.